Việt Nam là một cái đất nước mình đã đi du lịch đến khoảng gần 40 nước rồi, thì mình thấy là Việt Nam là thực chất thì Việt Nam là một trong những nước đẹp nhất. Mở ngoặc nếu mà bỏ qua yếu tố con người thì đấy là cũng là một cái điều rất là dở. Thế thì mình có hướng định hướng cho các cháu gái của mình là các con nên chọn, một trong các định hướng các con là nên chọn ngành dịch vụ và du lịch. Thì có một bé lớn của mình cũng đã chọn là đi du học theo cái ngành là nhà hàng và khách sạn của thạc sĩ. Thế thì mình thấy cũng đấy là một cái tiềm năng. Nhưng mà rất tiếc là cháu cũng không có định về Việt Nam, nhưng mà dù sao thì như mình nói thì rõ ràng thì Việt Nam là một cái đất nước mà mình đã đi đến khoảng 40 nước, mình vẫn thấy Việt Nam là một trong những nước hàng đầu. Thì thứ nhất là bãi bờ biển rất là dài, đẹp và ấm nóng, có thể tắm được. Một nửa trong số đó có thể tắm được quanh năm. Thứ hai là câu chuyện là thức ăn của Việt Nam, thì theo mình là cái street food của Việt Nam cũng là có số có má ở thế giới. Có thể nếu có thua thì chỉ thua những nền ẩm thực cỡ như kiểu là Pháp, Ý hoặc là phần nào là Nhật thôi, chứ còn các nước mình thấy là Việt Nam rõ ràng là thiếu mất một cái mảng. Chứ còn về biển này, về phong cảnh, về thức ăn là đã là những cái khá là cốt lõi của du lịch, thì chúng ta đã có một cái nền văn hóa lâu năm và cái ưu đãi của thiên nhiên. Thế thì cái khó nhất hiện nay là chúng ta là yếu tố con người và cơ sở hạ tầng. Đấy, bạn nhìn thấy lúc nãy anh Giang đã nói rồi. Đấy, visa trong cái phần Việt Nam free, visa nó bé tí như là con kiến, đi mà xin visa vừa đắt tiền vừa ấy đấy. Thì mà du lịch rõ ràng bây giờ là rõ ràng là quảng cáo trực tuyến các thứ giờ rất là nhanh, thích cái là nhích ngay, bấm một nút là thôi là booking rồi đi luôn, xách vali là đi, cầm chiếu là đi thôi. Còn ở Việt Nam mà tôi xin visa mất 2 tuần hay 3 tuần thì thôi mà hứng còn đâu nữa. Thứ hai chi phí visa đắt đỏ các thứ thì cuối cùng làm cho cái hạn chế du lịch rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc đó nó cũng đấy là cũng là cơ hội. Rõ ràng là với một đống khó khăn như thế mà nó còn được như ngày hôm nay thì chứng tỏ là tiềm năng nó còn nhiều. Tôi chỉ nhìn thấy F&B thì là phục vụ kể cả dân trong nước thì 9 mấy triệu người, còn tầng lớp ở các tỉnh thành còn rất là nhiều và rất là nghèo, nên là rõ ràng là phục vụ những cái người trung lưu ở Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng đã là rất là lớn, và cái tiềm năng cái đối tượng trung lưu nó còn phát triển các địa phương rất nhiều. Cả hai ngành đấy tôi đều nhìn thấy rõ ràng là còn quá nhiều cơ hội. Và thứ hai nữa thì đi đâu thì tôi nhìn thấy cơ hội, cái vấn đề là con người thôi. Nó giống như du lịch là startup thì khó nhất là con người. Bọn tôi đầu tư vào khoảng gần 20 công ty, tôi nhìn thấy câu chuyện tôi không đầu tư vào giai đoạn đầu, tôi chủ yếu đầu tư vào giai đoạn sau hoặc là mua bán sát nhập. Nhưng mà cái câu chuyện tôi nhìn thì ngay từ đầu thì rõ ràng là con người là khó nhất đối với cả doanh nghiệp. Đấy là cái tôi nhìn thấy về ẩm thực hay là cả về du lịch rất là lớn. Nhưng rõ ràng là lớn thì cái hiểm họa ngoại xâm lại cũng lớn. Thì thực sự đấy là cái câu chuyện rõ ràng là chẳng có cái gì ngon bổ rẻ cả. Cái gì mà ngon thì là nhiều ông tranh nhau thì nó cũng lại có cái mệt. Cho nên là dù sao thì có nhiều có cái mà tranh nhau thì vẫn là tốt rồi. Thế thì tôi nghĩ rằng, nhưng mà rõ ràng cái thị trường là vô cùng lớn, vì rõ ràng là với tiềm năng như Việt Nam thì hoàn toàn có thể vượt qua Thái Lan nếu mà chính sách của mình cởi mở với Thái Lan và có cái chiến lược dài hạn. Tôi xin phép là nó cũng rất là lớn với gần 100 triệu dân, và với cái GDP của mình bây giờ vẫn còn đang rất là thấp, khoảng 2.000 đô một đầu người một năm, thì rõ ràng là rất thấp. Thì nếu mà lúc nó tăng lên khoảng 5.000 thì cái thị trường nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần bây giờ. Thì tôi nói thì và rõ ràng hiện nay mọi người đều chẳng dùng tech gì cả, thì rõ ràng đấy là cơ hội.